Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục chơi cái trò Million Z Ultimate Warriors ha bạn. Vâng, các bạn thấy hình như là mình đã hoàn thành hai mấy phần trăm nữa rồi. Vâng, đây là game thứ ba của mình được trò chơi này. Vâng, cũng là cái màn thứ ba. Rồi các bạn thấy các bạn trao đổi thảo luận cái gì đó không biết. Thôi. Thay đổi cái gì đó thách thức chiến đấu gì đó. Đây Abita Shiko và Shiko đang nói cái gì không biết. Ok thôi nha. Nếu mà dẫn nhau đàn này là Abita vẫn đấu với Shiko luôn ha. Shiko đang biến hình sức mạnh có lẽ răng lên những trận này là một trò chiến rất là thú vị rồi bạn ơi. Trời ơi Shiko này là super Shiko rồi kìa. Không được lắm lắm. Ok rồi các bạn, mở vô trận chiến của chúng ta. Rồi đây hãy xem ngay dần. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên sẽ là cái sử dụng teleport để mà né đòn của nó. Hãy xem trời ơi, thấy chưa, thực chi của nó rất là mạnh. Nếu như không nói đòn sẽ chết mất. Đấy bạn, mình đã nói được đòn rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục tấn công nè. Ăn chỗ cao chích chưa cưng giỡn hả. Chết you
Thank you.
Thank you.